Mời các bạn nghe chuyện cổ chân nhân chương 275 đến chương 279. Không cần, cục diện đã được khống chế, không thể đi quấy nhiễu tiểu thư nhà ngươi. Một hai con sói với sức của ta cũng có thể ứng phó được, Khương Nguyên nói. Tiểu điệp có dục vài câu, nhưng vẫn bị từ chối. Cuối cùng nàng dậm chân ngoài lều, căm hận nói, thực sự là không hiểu lòng tốt của người khác, nếu các ngươi bị chết cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Ừ. Nói xong câu nói này, nàng vội vã rời đi bầy sói xám tấn công khoảng tầm một nén hương rồi mới lui lại. Lần này bầy thú tấn công khiến cho đội buôn tổn thất nặng nề. Ba vị cổ sư chết trận, mười mấy vị bị thương, gia nô tử vong vô số, hàng hóa có tổn thất. Đặc biệt là hàng của trương gia là tổn thất nhiều nhất. Những hàng này đều là Khương Nguyên mượn tiền mua được, bước đầu ước lượng, chỉ đêm đó Khương Nguyên tổn thất gần nghỉ khối nguyên thạch. Sau khi trời sáng, sau khi kiêm kê tổn thất hắn mang theo vẻ mặt ảo não nhưng trong lòng lại không hề để ý bởi vì đêm qua, hắn đã lên cao dài nhị chuyển. Chỉ qua vài tháng mà tốc độ tu hành như vậy cũng khiến cho người trong cuộc như Bạch Hoa Băng phải âm thầm kinh hãi. Trải qua một đêm đẫm máu, dưới ánh nắng buổi sớm nhìn thấy nơi đóng quân bị tàn phá nặng nề. Trong không khí nặng nề, mọi người quét tước chiến trường, thu thập hàng hóa, khởi hành trong tâm trạng đau xót. Thế nhưng, lần tập kích này của bầy sói chỉ là mới bắt đầu. Vài ngày sau, bọn họ bị bầy sói xám tập kích lần thứ hai quy mô lần này còn lớn hơn lần trước. Có điều đội buộn đã có phòng bị đầy đủ, tổn thất lại ít hơn so với lần trước. Sau khi đẩy lùi được bầy sói xám, đội buôn còn chưa được nghỉ ngơi thì ba ngày sau gặp phải bầy sói điện tập kích. Ba con sói điện điên cuồng, chín con sói điện ngang tàng giết chết 15 vị cổ sư. Cuối cùng, chúng nó để lại thi thể sói đầy mặt đất, chỉ còn dư lại một con sói điên cuồng bị thương xuất lĩnh tàn sói lui lại. Tuy trong đội buôn có nhiều cổ sư muốn báo thù nhưng lại không đủ lực, không dám thâm nhập núi khiếu nguyệt chỉ có thể trơ mắt nhìn bầy sói lui lại lần tập kích này khiến cho thủ lĩnh đội buôn và các phó thủ lĩnh đều ý thức được tình cảnh nguy hiểm của bản thân mình trong đêm đó bọn họ quyết định mau chóng thoát khỏi núi khiếu nguyệt mặc dù vậy nhưng trong vòng nửa tháng bọn họ vẫn bị bầy sói tập kích nhiều lần sói sám sói điện sói tuyết sói hai đầu thậm chí còn có cả máu ra khỏi núi khiếu nguyệt đội buôn đã thở phào nhẹ nhõm qua một đoạn thời gian được yên ổn bình an, khi bọn họ tiến vào núi Bạch Hổ thì tiếp tục bị bầy thú tập kích. Lần này lại là vượn già lưng rùa. Loại vượn này có màu trắng, hình thể lo lớn, sau lưng có mai, lớp mai này giống với hoa văn của rùa. Bầy vượn tập kích tuy không thương vong lớn về người nhưng hàng hóa tổn thất rất nặng nề, làm cho vô số người đau đớn trong lòng. Hàng hóa của Khương Nguyên cũng bị tổn thất, mười mấy chiếc xe hàng hóa giờ chỉ còn lại không tới một nửa. Sĩ khí của đội buôn đã bị suy sụp, những người này liều mạng đi buôn bán đơn giản chỉ vì muốn kiếm tiền. Thế nhưng những tổn thất này khiến cho cố gắng của nhiều người trở về con số không. Chuyến này, đi không? Ngày hôm qua ta suy tính một chút, trước sau tiền lời kiếm được chỉ chưa tới 2.000 khối nguyên thạch. Chỗ ta còn thảm hại hơn, hàng hóa đã tổn thất 3 phần 10. Nói về thảm thì có thảm bằng trương gia không? Phần lớn hàng hóa của họ bị tổn thất nặng nề. Ai biết sớm như vậy, không bằng ở lại gia tộc, Tội gì mạo hiểm mà chỉ kiếm được ít tiền lời như vậy trong bầu không khí như vậy 5 ngày sau một bầy bạch hổ tập kích đội buôn bị tổn thất lần thứ hai 7 ngày sau một đám hổ lửa tập kích nơi đóng quân của đội buôn bị ngọn lửa bao trùm lượng lớn hàng hóa bị thiêu hủy tinh thần của mọi người bị hạ thấp xuống cực điểm có nhiều người đã mất hết vốn liếng sau 10 ngày bọn họ đang vui mừng vì sắp rời khỏi núi bạch hổ thì một con bưu xuất hiện năm hổ một bưu bưu là hổ cánh dài như hổ thêm cánh chính là nói nó. Một con bưu ít cũng là thiên thú vương, vì có năng lực bay lượn nên càng khó đối phó. Vì để chống lại con bưu này nên phó thủ lĩnh đội buôn bất hạnh mà chết. Bưu theo đuôi đội buôn, không ngừng quấy giày tới hơn trăm dặm. Cuối cùng đội buôn thương nghị, quyết định thí xe để đảm bảo chủ soái trang sĩ chặt tay, bỏ rơi gần trăm vị gia nô. Những gia nô này phần lớn đều là thương tàn, bọn họ kêu rên chửi bới hoặc là gào khóc xin tha, Thế nhưng đều không thể thay đổi được vận mệnh. Cuối cùng, sau khi Bill An Nonê đã thỏa mãn rời đi, đi ra khỏi núi Bạch Hổ, đội buôn nghỉ ngơi dưỡng sức, các thủ lĩnh vui vẻ ban thưởng, cuối cùng mới làm sĩ khí phấn chấn, tinh thần hòa hoãn trở lại. Quy mô của đội buôn đã giảm xuống còn một nửa. Có điều trải qua lần mai giữa và đào thải tàn khốc này, trên dưới đội buôn có khí chất tinh nhuệ. Ta bán dạo đã nhiều năm, đây là lần khó khăn nhất những dã thú này không hiểu là lên cơn điên gì mà tấn công nhiều lần như vậy. Sau khi kết thúc chuyến này, ta sẽ xuất ngũ dưỡng giả. Bất kể thế nào, thương đạo cần đánh giá lại mức độ nguy hiểm. Chủ yếu là bởi vì những núi lớn này không có bóng người, không có sơn trại đóng quân và càn quét nên dã thú mới sinh trưởng bừa bãi, không được ngăn chặn. Có người than thở, có người nản lòng thoái chí, có người thì vẫn hy vọng. Thế nhưng vận rủi giống như vẫn đeo bám theo đội buôn. Trên đường đi, không chỉ có các bầy thú tấn công mà còn có nhiều bầy côn trùng và cổ trùng hoang dại tấn công nhân số trong đội buôn liên tục giảm xuống mọi người không còn quan tâm vấn đề tròn khuyết nữa bọn họ bắt đầu cảm nhận được áp lực sống còn rất nhiều hàng hóa đều bị chủ động bỏ lại để đẩy nhanh tốc độ mây đầy trời ánh tà dương đỏ quạch như máu khi đội buôn đi ngang qua núi rừng mọi người im lặng không nói cực kỳ uể oải sĩ khí xuống thấp rất nhiều người đều phải băng bó thương thế nặng nhẹ không giống nhau trong một sơn đạo nhấp nhô bọn họ bước sâu bước nông tiến lên phía trước ngày hôm qua có mưa đường núi trơn lầy lọi rất khó đi một chiếc xe đẩy tay chở dày hàng hóa bánh xe bên phải bị lầy trong đất lở con lạc đà kéo xe dương cao cái cổ hí lên ra sức đạp bước nhưng không hề di chuyển lúc này hai cái tay chạm vào sau xe dùng sức nhấc lên mang bánh xe ra khỏi vũng bùn người ra tay chính khương nguyên hắn ung dung vỗ tay hàng hóa mấy ngàn cân ở trong tay của hắn cũng không chê nặng. Thế nhưng, tuy xe đẩy tay đã thoát khỏi vũng lầy nhưng bánh xe vẫn kẹp lại, không chuyển động. Bạch Hoa băng cúi người xuống, kiểm tra bánh xe. Ở trong đội buôn một thời gian dài như vậy, vì nàng muốn ngụy trang thân phận nên cũng học được không ít thứ, đã triệt để hòa tan cùng nhau. Đây là cái gì? Nàng sờ tay, kéo trục xe, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Nơi ma sát của trục xe giống như cất giấu món đồ gì đó, theo bánh xe tiến lên nên bị mài ép thành bột phấn màu xám nhỏ li ti. Những bột phất nhỏ này rơi trên mặt rất, căn bản không nhìn rõ. Thế nhưng Bạch Hoa Băng dùng tay sờ một cái thì trên tay dính đầy loại phấn này, được mài xoa, bột phấn hóa thành đầy dầu. Há, đây là dầu phấn ta thêm ở bánh xe để cho nó trơn, khiến cho xe đẩy tay đi một cách trơn tru nhẹ nhàng hơn. Khương Nguyên đi tới, lấy khăn tay từ trong lồng ngược ra, nắm lấy tay Bạch Hoa Băng, lau bay ba lần là khô giáo. Sau đó, hắn ngồi xổm xuông, lấy tay sờ soạng một lúc, bánh xe lập tức có thể chuyển động. Đi thôi, hắn lau dầu phấn trong tay đi, cười vỗ vai Bạch Hoa Băng. Hai người tiếp tục tiến lên. Bạch Hoa Băng càng đi càng chậm, trong lòng càng nghi ngờ, hình thành một lớp sương mù mãi không tan ra. Nàng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Khương Nguyên làm dầu phấn lúc nào? Sao ta lại không biết? Là lúc bắt đầu, hay là ở trong núi Hoàng Kim, núi Khiếu Nguyệt? Quái lạ, kỳ thực hắn vốn không để ý tới đội buôn đội buôn tổn thất nhiều như vậy cũng không thấy hắn nhíu mày làm sao lại tỉ mỉ quan tâm tới vấn đề nhỏ như làm trơn cái xe dày tay quái lạ quái lạ chờ một chút đột nhiên một đạo linh quang xẹt qua đầu bạch hoa băng trong phút chốc thân thể nàng đột nhiên chấn động con ngươi co rút lại chỉ to bằng mũi kim một khả năng một âm thanh trong thâm cốc không ngừng vang trong đầu nàng nàng đứng tại chỗ trong lòng tràn dày khiếp sợ Nửa ngày sau, khi lạc đà bên người nàng bỗng nhiên kêu to lên một tiếng, âm thanh này khiến cho nàng thức tỉnh. Bóng lưng Khương Nguyên đã đi dần vào trong đám người. Người này, bạch hoa băng cúi đầu, dưới sự che đậy của mũ rơm, con ngươi màu xanh của nàng lập lòe lạnh lẽo. Ánh mặt trời đã xuống núi, những ngôi sao dần dần xuất hiện đầy trời đêm. Tại một bãi sông, đội buôn dừng lại, quyết định đóng quân ở dây, nghỉ ngơi một đêm. Thế nhưng vừa dựng được một nửa trại thì có một đám cú mèo lạnh xuất hiện ở gần nơi đóng quân. Có bảy thú, là cú mèo. Lập tức dừng công tác lại, kết đội phòng bị. Bầy súc sinh chết tiệt này, ta vừa mới ăn một miếng cơm tối. Mọi người chửi bới, chạy trốn xung quanh, kinh nghiệm mài rũa và cực khổ lúc trước đó làm cho đội buôn nhanh chóng tạo thành ba phòng tuyến nghiêm mật. Cú mèo lạnh có hình thể như báo hoa, cực kỳ nhanh nhẹn, mặt giống như con cú mèo, đôi mắt to lớn hầu như chiếm một nửa khuôn mặt, trong bóng tối léo ra u quang màu xanh. Cú mèo lạnh chúa kêu to một tiếng, bầy cú mèo lạnh giống như thủy triều, bay vọt vào doanh trại. Giết, cổ sư tiền Tuyết hét lớn. Trong lúc nhất thời, ánh sáng đủ các loại màu sắc bùng lên, lửa cháy, đạp vỡ nham thổ, điện quang xuất hiện. Trong công kích, vô số cú mèo ngã xuống nhưng cứ cú mèo trước chết thì lại có cú mèo sao tiến lên. Trời ạ, à, đây là một bầy cú mèo lạnh cỡ lớn, có người kêu lên. A à, cứu ta có vị trí phòng tuyến nào đó rốt cục không chống đơ được một vị cổ sư bị ba con cú mèo đồng thời đánh gục tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt máu tươi tung tóe nhanh mau chặn lỗ hổng hai vị cổ sư được phái tới tiếp viện thế nhưng đã vô ích chỗ hổng càng lúc càng lớn dân tân liên lụy tới toàn bộ phòng tuyến lui lui lại không còn cách nào khác mọi người lui lại đến phòng tuyến thứ hai cố gắng trong hòng chiến cục diện rơi vào giằng co mang xe đẩy ta và thùng xe ngựa cùng tới, dựng hàng hóa lên, tạo thành tường cao. Sau phòng tuyến thứ hai, phón tuyến thứ ba nhanh chóng được dựng lên. Gia nộ vận chuyển lượng lớn hàng hóa, bận đến mức mồ hôi đầm đìa, không ai có thể lười biếng. Khương Nguyên nâng một dương gỗ lo lớn, bạch hoa bằng đi tới, giúp đỡ một bên. Bề ngoài giống như nàng đang giúp Khương Nguyên một tay, nhưng trên thực tế nàng ghé vào tay Khương Nguyên, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi, bầy cú mèo lạnh này là do ngươi đưa tới phải không? Khương Nguyên làm như kinh hãi nói, sao lại nói lời ấy? Đừng giả bộ, những phấn kia có gì đó rất kỳ lạ, ta không tin người như người sẽ có lòng tốt quan tâm tới vấn đề nhỏ nhặt này. Bạch Hoa Bằng nói nhỏ. Ha ha ha, rốt cục bị ngươi phát hiện rồi. Khương Nguyên không phủ nhận. Bạch Hoa Bang không nhịn được lý sự, hóa ra trên đường đi đội buôn nhiều lần tập kích đều là công lao của Khương Nguyên. Hai người nâng dương gỗ lên, từ từ di chuyển, ngươi chung quanh qua lại, la to, sự chú ý đều tập trung vào trận chiến, không ai chú ý nghe hai người bàn tán tại sao ngươi phải làm như vậy im lặng một lúc bạch hoa băng hỏi ha ha khương nguyên cười nói ngươi đoán xem câu trả lời này khiến cho bạch hoa băng nổi lên ý định muốn đánh người mạnh mẽ bạch hoa băng cố kìm nén cảm giác kích động này hai mắt nheo lại nàng giống như băng tuyết những cũng rất thông minh nàng nghĩ trên người thương tâm từ có món đồ đáng để cho ngươi nhọc lòng tận lực như vậy lúc trước nàng cho rằng khương nguyên yêu thích khuôn mặt đẹp của thương tâm tử hiện tại nàng gạt bỏ ý nghĩ này nàng hiểu rất rõ khương nguyên chỉ có lợi ích cực kỳ to lớn mới khiến cho hắn phí công sức như vậy thế nhưng ở chung nhiều ngày như ậy bạch hoa băng đã hiểu rõ thân thế của thương tâm tử nàng ở trương gia bị xa lánh bản thân cũng chỉ là một phàm nhân cũng không có tư chất tu hành thương tâm tử đúng là xinh đẹp như hoa nhưng dung mạo như vậy đặt ở trên người nàng cũng không phải là ưu điểm mà chính là khuyết điểm dung mạo như vậy sẽ dẫn tới lòng tham của một số ác ma tà ác mà nàng lại không hề có năng lực tự vệ nếu không có một vị cổ sư tam chuyển trung thành bên người thương tâm tứ sớm đã bị bắt đi trở thành đồ chơi cho kẻ khác một người như vậy đến cùng có giá trị gì tài hoa thương mại của nàng sao những cái ấy so với khương nguyên thật không đáng nhắc tới bạch hoa băng nghĩ mãi không ra khương nguyên không nói cũng không trả lời bạch hoa băng hai người bên kia chuyển nhanh một chút đừng phiền nhiễu. Các đó không xa, một vị cổ sư chỉ tay vào hai người Khương Bạch, quá to. Hai người Khương Bạch bước nhanh chân, Bạch Hoa Băng nói nhỏ, ngươi làm như vậy không sợ lộ sao. Và nhất bị người khác phát hiện, ha ha, những người này nhất định sẽ liều chết với ngươi. Vậy bọn họ phát hiện sao? Khương Nguyên hỏi lại một câu, à, hai người thả dương gỗ xuống, đi về. Khương Nguyên vì để tránh hiểm nghi nên sau bầy thú thứ năm thì đã chấp nhận hy sinh hàng hóa của mình. Mấy lần bầy thú tập kích, Hàng hóa của trương gia bị tổn thất nhiều nhất. Rất nhiều người đồng cảm với thương tâm tử, thậm chí thương tâm tử còn đi tìm khương nguyên an ủi hắn. Thế nhưng lúc này bạch hoa băng cẩn thận nghĩ lại thì chợt phát hiện hàng hóa của khương nguyên nhìn như tổn thất rất nhiều nhưng kỳ thực những hàng hóa có giá trị vẫn còn nguyên. Giá trị của những hàng hóa này chiếm tới hơn một nửa, kỳ thực tổn thất cũng chẳng đáng bao nhiêu. Hắn ra tay cực kỳ bí mật, nếu không phải mình tình cờ phát hiện thì có khi cũng chẳng hay biết gì. Nghĩ tới đây bạch hoa băng không cam lòng nghĩ người này còn lừa gạt cả ta hai người lại nâng một cái dương nữa lên khương nguyên dường như biết ý nghĩ trong lòng của bạch hoa băng khẽ cười nói muốn lừa dối kẻ địch tốt nhất là nên lừa gạt cả người mình huống hồ ta cũng không phải cố ý gạt ngươi ngươi có tác dụng của ngươi hả tác dụng gì bạch hoa băng hỏi tác dụng cảnh giới ngươi là người thân cận nhất bên cạnh ta nếu như ngươi phát hiện ra điều kỳ lạ như vậy những người khác cũng sắp phát hiện ra Thế nhưng, ngày hôm nay ta chỉ trùng hợp. Khương Nguyên lắc đầu một cái nói, trùng hợp chỉ đại diện cho một xu thế nào đó. Có điều, cũng sắp tới lúc. Bạch Hoa băng mắt sáng lên nói, ngươi muốn làm gì? Cú mèo lạnh không tấn công được tới phòng tuyến thứ ba, phòng tuyến thứ hai vẫn đứng vững, đánh tan bảy cú mèo đến xâm phạm. Sau cuộc chiến, người sống sót kiểm kê thương vong, quét tước chiến trường. Đây là thần thứ mấy bảy thú tập kích. Ta muốn về nhà. Thật đáng chết, Chuyến này vận may quá kém. Chúng ta có nên tiếp tục đi về phía trước không? Hay là ở lại, chờ một đội buôn khác trợ giúp cũng là một ý hay. Trong lòng mọi người cực kỳ hoang mang, tiếng oán than khắp nơi, phần lớn là cảm thấy tương lai mờ mịt, không muốn tiếp tục tiến lên. Tình trạng tử vong, nôn nóng, sợ hãi tràn ngập toàn bộ nơi đóng quân. Cổ thủ lĩnh, tại sao mỗi lần đều sắp xếp Trần Gia Ta canh giữ ở tuyến đầu? Ngươi có ý gì? Trần phó thủ lĩnh, ta vẫn luôn công bằng công chính thực lực của Trần gia các ngươi mạnh nhất, bây giờ chúng ta đồng sức đồng lòng, hỗ trợ lẫn nhau. Người có năng lực đương nhiên phải đảm nhiệm trách nhiệm nặng hơn. Tiếng cãi vã vang lên đương nhiên sẽ khiến nhiều người quan tâm. Cổ Long và Trần gia phó thủ lĩnh Trần Song Kim trừng mắt nhìn nhau, bầu không khí căng thẳng. Thực lực Trần gia ta mạnh nhất. Ha ha, cổ thủ lĩnh ngươi nói mỏ, cổ gia ngươi còn lại bao nhiêu hảo thủ, mọi người đều rõ. Trần Song Kim cười lạnh. Nói láo, hảo thủ như cổ bình nhà ta đều đã hy sinh. Trần ra các người thì sao? Cổ Long ra sức chửi. Hai vị, lúc này không phải là lúc cãi vã. Lâm ra phó thủ lĩnh tới khuyên nhủ. Cuối cùng, cổ, Trần hai người ra về không vui. Ngay cả cổ Long Đại Nhân và Trần Song Kim Đại Nhân cũng ẩm ý. Cổ ra và Trần ra không phải rất thân thiết sao? Ai, hiện tại đi tới bước này, mọi người đều có nguy cơ. Đều nghĩ làm sao để bảo tổn thực lực của chính mình cho dù giao tình tốt tới đâu cũng vô dụng thôi. Dựa theo tin tức mới nhất, hai vị thiếu chủ cổ gia huyên náo không thôi, Trần Gia dường như đã nghiêng về phía cổ quý. Thì ra là như vậy, cổ Long Đại Nhân là thuộc hạ của cổ Đại Phú, thảo nào không nể mặt Trần Gia. Mấy vị cổ sư to nhỏ trò chuyện, trong lòng Khương Nguyên khẽ động. Mấy ngày sau, trong lúc lòng người tan rã, đội buôn lại tiếp tục tiến về núi Tượng Nha. Núi Tượng Nha cao vút trong mây, sinh sống ở đây là rất nhiều bầy voi. Khí hậu ở đây rất đặc biệt, từ chân núi tới sườn núi đều cực kỳ ẩm ướt oi bức, mưa bao phủ rừng. Từ sườn núi tới chân đỉnh núi là tuyết trắng mênh mông, khô mát lạnh lẽo, tuyết phủ thông trong rừng. Mọi người cẩn thận từng tí một, điều khiến cho bọn họ vui mừng chính là tiến vào núi tượng nha này mấy ngày nhưng không hề bị bầy thú tấn công. Đây có phải là vận may cuối cùng đã tới? Hết khổ sở tất tới ngày sung sướng, cũng nên là như vậy. Đáng tiếc, hàng hóa hầu như đã tổn thất hết, lần này cần bồi thường rất nhiều tiền. Hừ, thế đủ rồi, có thể giữ lại cái mạng đã là tốt lắm rồi. Qua núi Tượng Nha là tới núi Mộ Bi, núi Song Tương chính là Triệu Gia Trại. Tới đó ta cần phải ngủ ba ngày ba đêm cho bỏ. Mọi người mồm năm miệng mười, nói về triển vọng tương lai, sĩ khí đã thoáng tăng trở lại. Ồ, có tuyết rồi. Một người ngửa dầu phát hiện một hạt trắng nõn rơi trừ trên trời xuống. Nói bậy, đây là chân núi tượng nha, làm sao có tuyết rơi có người không tin, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên thì sắc mặt cứng đờ. thật sự có tuyết. đáng chết, đây không phải là tuyết, mà là lông chim. có người bỗng nhiên hét lớn. nhiều cổ sư nghe được lời này nhất thời lên tinh thần. lông chim màu trắng, lẽ nào là bạch vũ phi tượng? đúng lúc này, gió mạnh đột nhiên nổi lên, lông trắng tung bay giống như có tuyết lớn lật úp xuống. ngang, mấy trăm con voi lớn cùng vang lên, ở giữa không trung bay xuống, lao về chỗ đội buồn chết tiệt, đúng là bạch vũ phi tượng. Sao lại chọc vào chúng nó, đáng ra chúng nó ở bên sườn núi bên trên mới phải. Kết trận, mau chóng kết trận nghênh địch. Đã không kịp, bầy voi đáp xuông, đến mức toàn bộ người đều ngã ngựa. Những bạch vũ phi tượng này toàn thân đều phủ đầy lông chim màu trắng. Có hai cái ngà voi uốn lượn dài một trượng, vừa trắng kiện lại vừa sắc bén. Lực xung kích cực lớn, khiến cho chúng đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Đội buôn bị đánh cho trở tay không kịp. Bầy voi chỉ tấn công một lần đã lấy đi tính mạng hơn trăm người. Rất nhiều gia nô bị dẫm đến mức thịt nát, thùng xe ngựa bị ngà voi xuyên thủng, bọ cách cứng màu đen trong khoảnh khắc bị chết ba con. Dực xa và đà điểu chạy tán loạn khắp nơi, tạo thành sự cố dẫm đạp. Trong lúc nhất thời, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Cổ sư, toàn bộ cổ sư đều tập hợp về phía này. Cổ long hét lớn trong đám người nhưng hắn ta vừa tập trung được hơn 10 người thì bầy voi lại lao xuống lần nữa, đánh tan cổ sư. Bầy voi bay lên trời, lại bắt đầu tấn công lần thứ ba. Ai? Cổ Long thở dài, biết hy vọng phản kích rất xa vời. Hắn ta không còn cách nào khác, hô lớn, mọi người hãy trốn đi, chạy trốn vào rừng mưa đi. Không cần hắn ta nói, rất nhiều người đã nhảy vào rừng mưa. Thế nhưng Bạch Vũ phi tượng sông tới rất mạnh mẽ, nhảy vào trong rừng mưa, cây cối trong nháy mắt bị đụng gãy, vô số người bị voi lớn chà đạp. Những phi tượng này bề ngoài thì thanh khiết tao nhã nhưng tính cách lại cực kỳ tàn bạo. Ngang, một con phi tượng nhắm vào đám người thương tâm tử, giống như một ngôi sao trổi trực lao xuống. Tiểu thư, chạy mau, ta dụ nó. Trong lúc nguy hiểm, trương trụ dũng cảm đứng ra, phát ra một tia ánh sáng đỏ, bắn trúng phi tượng. Phi tượng giận dữ, chuyển hướng nhắm về phía trương trụ. Trương trụ là cổ sư trị liệu, lực công kích và phòng ngự không mạnh, chật vật chạy trốn trong rừng mưa. Phi tượng vừa tấn công vừa gào thét. Trương trụ lao nhanh về phía trước. Phi tượng nặng nề ở phía sau hắn ta, bẻ gãy vài câu đại thụ, lông chim màu trắng rơi ra khắp nơi. Nguy hiểm tê hật. Trương trụ lau mồ hôi trên đầu, vừa bò lên, mắt lại tối sầm lại. Ẩm. Một thân cây to lớn bị bạch vũ phi tượng dùng mũi hút lại, rơi vào trên người trương trụ. Thời khắc sống con, trương trụ thôi thúc cổ phòng ngự, cả người được bao bọc bởi một tầng ánh sáng vàng. Phốc ánh sáng vàng hỗn loạn, hắn ta nhỏ một ngụm máu tươi, bị văng ra ngoài. Mắt hắn ta nổ đom đóm, hoa mắt váng đầu, ngã trên mặt rất, không thể động đậy. Loang thoáng hắn ta NGTHE được âm thanh chậm chạp càng lúc càng lớn. Xương sống của hắn ta sinh ra một luồng hơi lạnh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú nói cho hắn ta biết tính mạng của mình đang ngàn cân treo sợi tóc. Hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lăn khỏi chỗ. Sai một ly, Bạch Vũ phi tượng từ bên cạnh hắn ta đụng vào khoảng không. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Bạch Vũ phi tượng tàn nhẫn đánh vào vách núi, hai ngà voi lớn cắm vào trong núi đá. Phi tượng gào thét, nỗ lực lay động, đồng thời bốn chân rút lui. Tầm nhìn mơ hồ của Trương Trụ lúc này đã trở nên rõ ràng, hắn ta lảo đảo đứng lên, nhìn thấy cảnh này, mồ hôi lạnh toát ra. Nếu như vừa rồi hắn ta chậm một chút thì nhất định sẽ tan xương nát thịt. Hắn ta kiểm tra không khiếu, còn sót lại năm thành chân nguyên cổ phong ngự trong tình trạng ủy oải, đã bên bờ hủy diệt. Nhất định phải mau chóng trở lại bên người tiểu thư. Trong lòng hắn ta lo lắng vạn phần, bản thân hắn ta là một cổ sư mà còn nguy hiểm như vậy. Tiểu thư và tiểu điệp đều là phàm nhân, quả thực là ngàn cân treo sợi tóc, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Đầu bạch vũ phi tượng vẫn chưa rút ra được, Trương trụ xoay người chạy về chỗ đã chia tay trong trí nhớ. Đi tới chỗ đó, đã không thấy thương tâm từ đâu nữa. Trương trụ đang do dự không biết nên đuổi về phía nào thì một vị cổ sư chạy tới, đuổi theo phía sau là ba con bạch vũ phi tượng. Cứu ta! Hắn ta hét lớn. Đáng chết! Trương trụ chửi một tiếng, hắn ta nhận ra người này là cổ sư Trần Gia, tên là Trần Hâm. Trương trụ quan tâm tới an nguy của tiểu thư, nào còn có thể cứu Trần Hâm, vội vã co gió chạy như bay. Trần Hâm nhìn thấy Trương trụ, giống như người chết chìm cuối cùng vớ được người cứu mạng, đuổi theo. Trương Trụ ra sức chửi rủa nhưng vẫn bị cuốn vào trong đó, một đường truy đuổi ngàn cân treo sợi tóc. Hai người cắt đuôi được một con phi tượng, nhưng cuối cùng khi chạy tới một vách núi treo leo thì bị hai con phi tượng chặn lối thoát. Mặt đất chấn động, phi tượng chạy tới. Tiểu tử, tách ra chạy. Trương Trụ hét to, chạy về phía bên trái. Mẹ nó, Trần Hâm quá to, chưa kịp hành động thì một con phi tượng đâm đầu vào, sau đó vách núi treo leo bị nổ ra một hố to, ngà voi cắm vào trong núi đá hai con phi tượng tạm thời bị quản chế. Ôi mệnh ta, số mệnh của ta không thể đoạn tuyệt như vậy. Trương trụ thở hồng hộc, nằm tê liệt trên mặt đất. Vách núi lai động, hai con phi tượng đang gào thét, liên tục lắc đầu, đá vụn bắn tung tóe, vị trí ngà voi cắm vào đang được được nới dần ra. Trương trụ nhìn vậy mà hoảng sợ, biết hai con phi tượng này chẳng mấy chốc sẽ thoát vây, vội cố gắng đẩy thân thể bò lên. Hắn ta vừa đứng lên, bỗng có tiếng gió thổi tới, cả người chấn động. Soạt một cột thương màu trắng có hoa văn hình xoắn ốc đâm thủng từ sau lưng tới trước ngực hắn ta sau đó mũi thương đóng trên mặt đất máu tươi từ cốt thương chảy xuống nhỏ trên mặt đất động tác của trương trụ dừng lại há mồm ra từ khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi hắn ta từ từ cúi đầu nhìn thấy cốt thương xoắn ốc chí mạng lúc đầu hắn ta còn tưởng là ngà voi của bạch vũ phi tượng thế nhưng hắn chợt hiểu được đây rõ ràng là cổ sư công kích là ai Hắn muốn quay đầu để nhìn rõ hung thủ sau lưng ám hại mình. Thế nhưng một giây sau, phốc, lại một cốt thương bắn nhanh tới. Một thương này bắn vào đầu của hắn ta, sau đó xông vào miệng hắn san ta, mũi tương cố định trên mặt đất. Trương Trụ đứng yên bất động, hai mắt trợn to, con ngươi co rút lại. Hắn ta chết rồi. Chết không nhắm mắt. Từ trong một góc bí mật, Khương Nguyên nhìn ra xa. Trên đường đi, hắn đã tìm hiểu rõ Trương Trụ Trương trụ luôn cản trở hắn, nhất định phải diệt trừ mới được. Hai cốt thương màu trắng dần dần tan vỡ, biến thành một điểm màu trắng, tiêu tan trong không trung. Trương trụ không có gì đỡ nên ngã xuống đất. Một con bạch vũ phi tượng rút được ngà voi ra, bay tới trước mặt thi thể của trương trụ, đạp một cước, dẫm thịt và xương cốt đều tan nát. Màu trắng của lông chim bay ra, phi tượng bay khỏi mặt đất lên giữa không trung. Nhìn tới đây, Khương Nguyên mới thu tầm mắt lại, trương trụ đã chết phi tượng đã dẫm nát thi thể không nguyên tiết kiệm được công tác thanh lý hiện trường phạm tội hắn lặng lẽ rời đi sau khi hắn rời đi không lâu một bạch vũ phi tượng khác cũng bay đi ngà voi của nó xuyên thủng vách núi để lại hai thâm động to bằng miệng bát vách núi bị lõm vào một mảng lớn đá vụn bay khắp nơi bỗng nhiên đống đá vụn động đậy sau đó từ từ lộ ra một cái đầu ôi dọa chết ta rồi cũng còn may ta có cổ mai địa tránh được tai nạn này Trần Hâm chui từ dưới đất lên, thở hồn hên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sợ mãi không thôi. Cổ Mai Địa có thể giúp cổ sư chìm xuống dưới đất, tạm thời ẩn trốn. Khuyết điểm là một khi sử dụng, cổ sư chỉ có thể ở một chỗ, không thể động đậy. Đồng thời khi thôi thúc thì cổ sư cần thời gian dài và một lượng lớn chân nguyên. Trần Hâm bị đuổi theo cho tận tới thời khắc sống con, hắn ta mới có thời gian dùng đến. Tình hình càng ngày càng hỗn loạn, lại có cổ sư ám sát trường trụ liếc mắt nhìn thi thể trương trụ đã bị đạp đến mức nát thịt xương tan hoàn toàn thay đổi trần hâm nuốt một ngụm nước miếng thẳng thốt rời đi bầy voi đã tàn phá hơn một canh giờ mới rời đi trương tâm từ và tiểu điệp đỡ nhau đi ra khỏi rừng mưa cả người các nàng đều đầy bùn vô cùng chật vật trên mặt tiểu điệp có màu tím xanh hiển nhiên là khi chạy trốn đã đụng vào đâu đó tiểu thư nàng sợ tới vỡ mật cái chết cách nàng càng gần khi bước đi thân thể đều run rẩy thương tâm từ vỗ tay của nàng như an ủi. Nhưng trên thực tế, nàng cũng sắc mặt trắng bệch. Trên đường đi, thi thể khắp nơi, máu lên láng. Bánh xe rách nát, lạc đà chết thảm, có cả thi thể của bọ cánh cứng màu đen và rực xà năm ngang ngửa trên đường. Những người may mắn còn sống sót dần dần tụ tập lại một chỗ, tiếng rên rỉ, kêu rên, tiếng khóc, vang lên khắp nơi. Thủ lĩnh đội buồn cổ long sắc mặt tái xanh. Lần này thương vong quá nặng nề, toàn bộ đội buôn giảm quân số nghiêm trọng, 10 người không còn một, bị đánh cho tàn phế. Sau khi thu nạp đội ngũ chỉ còn dư lại hơn 100 người. Trong đó phần lớn đều là cổ sư, một số ít là phàm nhân. Thực lực to lớn nhất là cổ gia, trần gia đều bị thương gân động cốt, còn chưa nói tới những đội ngũ khác. Lâm gia chỉ còn sót lại 3 vị cổ sư, một số đội ngũ gia tộc bất hành, thậm chí đã chết sạch. Bên trong rừng mưa cũng gặp nguy hiểm, rất nhiều người không phải bị bạch vũ phi tượng dẫm đạp thì cũng bị mãnh thú, độc trùng trong rừng mưa thăm hỏi. Bạch Vân, có thể nhìn thấy ngươi thật sự quá tốt rồi. Vừa rồi ở trong rừng mưa, cảm ơn ngươi giúp chúng ta dẫn một con Bạch Vũ phi tượng đi. Ở trong đám người, thương tâm từ nhìn thấy Bạch Hoa Băng, chủ động nói chuyện. Khương Nguyên cũng không yên tâm về Bạch Hoa Băng, lo nàng cấu kết với Trương Trụ, bởi vậy chính hắn tự mình đi giết Trương Trụ. Mà Bạch Hoa Băng thì phụ trách âm thầm theo thương tâm từ và bảo vệ tính mạng của nàng. Chuyện này không có gì, từ trước tới này ta là người có ân tất báo. Trương gia tiểu thư, cứu ngươi không phải là ta mà là ngươi đã từng làm việc thiện bạch hoa bằng nói nàng bình thường trầm mặt ít lời hầu như không nói lời nào nếu có nói chuyện thì cũng cố gắng nói nhỏ lúc này nàng cũng không giấu mà dùng giọng bình thường nói chuyện ngữ khí lạnh nhạt giọng nói trong veo rõ ràng là giọng nữ khiến cho thương tâm tử và nha hoàn đều lộ ra vẻ kinh dị đúng rồi bạch vân ngươi có thấy trương thụ thúc thương tâm tử hỏi lo lắng nói ta tìm khắp nơi còn chưa thấy hắn ta Bạch Hoa băng âm thầm thở dài một hơi, Khương Nguyên đã trở về, nàng biết Trương Trụ nhất định đã chết. Tiểu thư chớ lo lắng, Trương Trụ là cổ sư, thân thủ bất phàm. Nói không chừng đang trên đường trở về, nàng khuyên nhủ. Chỉ hy vọng như vậy, thương tâm từ cau mày, trong lòng càng bất an. Bên kia, Cổ Long thủ lĩnh đứng trên cao, hét, "Mọi người nghe đây, mùi máu tanh ở đây sẽ nhanh chóng đưa các bầy thú khác tới. Chúng ta nhất định phải mau chóng rút đi. Mọi người hành động nhanh lên một chút." có thể mang hàng hóa thì tận lực mang theo, không thể di chuyển thì nhất định phải bỏ qua. trong thời gian một nén nhang, chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi này. nguy hiểm còn chưa qua đi, mọi người chỉ có thể ổn định lại tinh thần, kiềm chế bi thương trong lòng, bắt đầu bận rộn. cứu cứu ta, ai cứu ta? huyết thống của ta còn ở, mang ta đi với, ta chỉ mất một chân, ta vẫn có thể đi. cầu xin ngươi, ta trả thù lao bằng nguyên thạch cho ngươi, hai khối, ba khỏi bốn khói đều được. Những gia nô thương thế nghiêm trọng không thể động đậy đều lên tiếng cầu xin. Có rất ít người đến trợ giúp, những người tàn tật này không thể lao động, trái lại lại là phiền toái. Rất nhiều người đã vô tình bỏ qua. Nhìn mọi người đi xa, nhiều người đã phát điên, lên tiếng chửi bới. Có nhiều người bỏ trên đất, muối đuổi theo đội buôn. Cứu ta, trương gia tiểu thư, ngươi là một người có trái tim nhân từ lương thiện. Trương tiểu thư, cầu ngài xin thương xót. Thương tâm từ do dự, đôi môi run rẩy, trên mặt trắng bệch không một sắc hồng, ánh mắt vô cùng hoảng loạn. Gió núi thổi quần áo màu xanh đơn bạc của nàng, tóc mai hỗn loạn, yếu đuối giống như cây cỏ nhỏ trong gió. Trương Tiểu Thư, đi nhanh đi, hiện tại không phải lúc ngươi phát thiện tâm. Khương Nguyên đi tới cạnh nàng, đỡ lấy cánh tay nàng, mạnh mẽ đưa nàng đi về phía trước. Tiểu Điệp thường ngày tiếu ta tiếu tít như chìm sẻ, lúc này cũng im lặng không nói, cúi đầu chạy đi, bước đi run run. Tin tưởng ta, mọi chuyện rồi sẽ tốt. Khương Nguyên dùng ngữ khí ôn hòa nói. Thương tâm từ kìm nén, hít thở sâu, dường như không khí rất mỏng manh khiến cho nàng không thở nổi. Ban đầu nàng dùng mũi để hờ tao, dần dần nàng há miệng lớn để hít không khí. Bước chân của nàng càng ngày càng không vững, tứ chi càng thêm vô lực, nếu không phải Khương Nguyên đỡ nàng, e là nàng đã co quắp trên mặt đất. Mùi máu tanh sông vào mũi, cả người nàng đều toát mồ hôi ướt đẫm, gió núi vừa thổi, nàng dùng mình một cái. Ngay sau khi dùng mình, hô hấp của Thương Tâm từ dần dần trở nên bình ổn. Tiếp tục đi được hơn 10 bước, nàng không thở gấp nữa. Sau 30 bước, nàng khép miệng lại, hơi thở cũng không dồn dập. Sau 50 bước, bước chân của nàng có vẻ mạnh mẽ hơn, không cần Khương Nguyên đỡ nữa, nữa. Đường núi kéo dài lên cao chót vót, nàng đi đến một sườn núi, một trận gió núi thổi qua, khiến cho tóc mai nàng rối loạn. Nàng vươn tay ra, vừa đi vừa sửa sang lại. Sau khi nàng búi tóc chỉnh tề lại, sự sợ hãi lo lắng hoang mang trong mắt nàng đều biến mất chỉ còn lại sự kiên định cảm ơn nàng nói với khương nguyên khương nguyên gật gù buông tay nâng nàng ra đứng trên sườn núi nàng từ từ dừng bước lại nhìn về phía sau một chút ngươi biết không đây là đoạn đường gian nan nhất mà ta đi qua kể từ khi sinh ra tới nay nàng hít sâu thở dài sắc mặt trắng bệch nhưng giọng nói cực kỳ êm dịu khương nguyên nở một nụ cười đây chính là thương tâm từ sao quả nhiên không hổ là nhập danh chấn Nam Cương. Ngay cả Bạch Hoa Băng cũng phải liếc mắt nhìn, nhìn thương tâm từ với cặp mắt khác xưa. Đối với một thiếu nữ phàm nhân, có thể nhanh chóng điều chỉnh sau khi gặp thảm biến như vậy, thực sự không dễ dàng. Trên đoạn đường này, không ngừng có tiếng khóc cầu xin vang lên, âm thanh này đối với hai NGUOI phương Bạch không là gì, nhưng đối với thương tâm từ mà nói, chính là sự dần vặt và tra hỏi lớn nhất. Đặc biệt là trương trụ mất tích, dưới tình huống mất đi chỗ dựa lớn nhất mà thương tâm từ có thể dũng cảm đối diện tất cả đó thực sự là một tiếng thở dài mà trên đường này đường núi phần lớn đều gian nan khó đi thương tâm từ cắn răng không ngã xuống kiên cường đi tới dường như trong nháy mắt nàng đã trưởng thành lên rất nhiều khương nguyên bỗng nhiên cười khẽ một tiếng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía thương tâm từ nói trương tiểu thư ngươi tâm địa thiện lương tại sao không đi cứu trợ những người bị vứt bỏ Lời nói này khiến cho tiểu điệp trợn tròn mắt nhìn hắn chằm chằm. Thương tâm từ cay đắng nở nụ cười, nếu như ta có thể cứu được bọn họ, nhất định sẽ ra tay. Đáng tiếc ta cho dù dốc toàn lực cũng không cứu được những người này. Ha ha ha, Khương Nguyên nở nụ cười, đây chính là chỗ ta thưởng thức nhất ở ngươi. Thiện lương không có lý trí đều phạm tội. Tuy ngươi là một phàm nhập nhưng lai khiến ta kính nể. Trương gia tiểu thư, vào con đường trong cuộc sống có rất nhiều gian nan, nhưng chỉ cần có đủ khả năng là có thể yên tâm thoải mái thương tâm từ nhìn về phía Khương Nguyên, trong đôi mắt đẹp xoay chuyển vài cái. Nàng đã mơ hồ đoán được, Khương Nguyên và Bạch Hoa Băng không phải là phàm nhận. Lời nói của Khương Nguyên vừa rồi càng khiến nàng xác nhận điểm này. Trong nhận thức của nàng, trong lúc vô tình càng có trợ giúp một chút cho hai người phương bạch, thế nhưng những cái này chỉ là chút ít ân huệ nhỏ, nhưng cũng được hai người phương bạch tán thưởng và yêu thích. Sau đó, hai người phương bạch mới lại báo đáp lại mình, đầu tiên là ra tay giúp đỡ ở núi Phỉ Hầu, sau đó là trợ giúp mình kiếm tiền, lại được cứu trợ tính mạng. Mình là một cô gái yếu đuối, bị gia tộc trục xuất, hàng hóa cũng mất hơn phần nữa, có cái gì để cho bọn họ mưu đồ đây? Không có. Dưới tình huống như vậy, bọn họ vẫn đứng bên cạnh mình. Chỉ một hành động này cũng biết tuy hai người bọn họ thần bí nhưng phấm tính thuần lương chính trực, trong lòng có một tấm lòng thiện lương tốt đẹp. Gặp được hai người bọn họ chính là may mắn của mình. Nhớ tới đây, thương tâm từ cảm động trong lòng, nàng nhìn Khương Nguyên, chân thành nói. Cảm ơn, tuy chỉ có hai chữ nhưng toát ra lòng cảm kích từ sâu trong đáy lòng nàng. Bạch Hoa Băng không nhịn được lườm một cái. Nếu để cho Thương Tâm Từ biết, hầu như toàn bộ tai họa đều là do một tay Khương Nguyên đạo diễn, không biết nàng sẽ tỏ thái độ gì. Sau khi thống kê thương vong, hiện nay chúng ta còn lại 137 người, trong đó 78 cổ sư, phàm nhân là 59 vị. Một vị phó thủ lĩnh báo cáo trước mặt mọi người. Lúc này, bên trong một lều cỏ rách nát, đầu lĩnh đội buôn may mắn còn sống sót tập kết lại, cùng nhau thường thảo lối thoát bầu không khí nghiêm nghị và ngột ngạt thủ lĩnh đội buôn cổ long cao mày nghe đến đó giữa lông mày giống như mọc một cái mụn trước đó đội buôn khổng lồ quy mô hơn ngàn người không ngờ chỉ còn dư lại mấy người như vậy bảy mươi cổ sư nghe thì rất nhiều nhưng cổ sư tam chuyển chỉ còn 12 hai vị đang ngồi cổ sư nhị chuyển chỉ còn hai mươi tám vị còn lại ba mươi tám vị là cổ sư nhất chuyển trong số ấy còn phải loại dừ những người bị thương tàn trên thực tế chân chính còn giữ được sức chiến đấu chỉ còn không tới một nửa. Phàm nhân mệnh tiện, những gia nô kia có thể bỏ rơi nhưng cổ sư thì không giống như vậy. Một một cổ sư đều là của cải quý giá của gia tộc, không thể từ bỏ. Tuy cổ long biết nhưng cổ sư thương tàn này đối với đội buôn mà nói là một gánh nặng lớn vì để duy trì tính mạng của bọn họ. trị liệu thương thế của bọn họ, đội buôn đang có hậu cần suy sụp càng thêm cho cắn áo rách. Thế nhưng cổ long cũng không dám từ bỏ bọn họ, một khi từ bỏ, sĩ khi sẽ triệt để tan vỡ. Cổ sư người người đều có nguy cơ, nếu toàn bộ đội buôn sụp đổ, kết cục cuối cùng của bọn họ chính là bị bầy thú nuốt hết. Lúc này, phó thủ lĩnh báo cáo truyền đề tài nói, điều duy nhất đáng vui mừng chính là hàng hóa đội buôn còn lại không ít. Những thương hàng vô chủ phân phối đồng đều ra bình quân cũng được một số nguyên thạch lớn, có thể bù đắp nhiều tổn thất của chúng ta. Trong tai nạn người chết nhiều nhưng hàng hóa lại tổn thất ít. Nếu như phân phối đồng đều ra thì người may mắn còn sống sót lại có thể được lợi. Nghe được câu này, mọi người trong lều vải đều sáng mắt. Thương nhân trục lợi, cho dù bọn họ đang ở hiểm cảnh cũng không thể thay đổi bản tính này. Mọi người nhìn nhau, phó thủ lĩnh Trấn song kim tăng háng một cái nói, phân phối đồng đều ta cảm thấy không thích hợp. Trong chiến đấu, trần gia ta hy sinh nhiều nhất, chém nhiều bạch vũ phi tượng nhất. Những thương hàng vô chủ này ít nhất ta phải được 3 phần 10. Lan Thành, làm sao có khả năng? Trần gia các ngươi hy sinh nhiều, Bất chỉ ra chúng ta hy sinh một vị thanh niên tuấn kiệt nhị chuyển đấy. Bất kể thế nào, chúng ta ít nhất phải chiếm 2 phần 10. Mọi người mồm năm miệng 10, dần dần tranh cãi ẩm ý. Lợi ích trước mắt, không có ai không đỏ mắt. Khó cho thương tâm từ, che lẫn trong bọn họ, im lặng không lên tiếng. Đội ngũ thực lực mạnh mẽ thì yêu cầu càng nhiều. Thực lực nhỏ yếu thì mong muốn phân phối bình quân. Tiếng cãi vã càng lúc càng lớn, truyền ra ngoài lều đẫn tới vô số ánh mắt hiếu kỳ. Thương tâm từ đột nhiên đứng dậy. Trong lều vải đột nhiên yên tĩnh. Chư vị, đôi mắt đẹp của thương tâm từ nhìn quét một vòng nói, việc cấp bách không phải là những thương hàng này mà là sống sót bằng cách nào. Có thể bầy thú sẽ tới tiếp. Chúng ta là những con châu chấu trên một chiếc thừng, vận mệnh buộc chung vào với nhau. Thế nhưng sức mạnh cá nhân có hạn, chỉ có thể đồng sức đồng lòng mới có thể có hy vọng sống sót. Nói tới đây, nàng ngừng lại một chút. Ta đề nghị, trước tiên chúng ta đều cống hiến thương hàng ra, để sản sinh ra đồ vật có trợ giúp cho chúng ta. Ở đây ta đại biểu cho Trương gia, làm đại biểu đầu tiên tự nguyện lấy hết toàn bộ hàng hóa cống hiến miễn phí. Cái gì? Cống hiến miễn phí? Trong lúc nhất thời, rất nhiều người giữ người kinh ngạc, đám người trần song xá, cổ long trên mặt biến ảo không ngừng. Ta mệt mỏi, hy vọng chư vị có thể mau chóng thương thảo ra một phương pháp hữu hiệu. Cáo từ, nói xong, thương tâm từ gật đầu, xoay người mở rèm. Nàng ra khỏi lều vài chưa tới năm bước, bên trong lều đột nhiên bùng nổ càng cao hơn bây giờ tăng thêm lợi ích hàng hóa của trương gia khiến cho người càng thêm điên cuồng thương tâm từ bước chân chậm lãi hai tay nắm chặt thở dài một hơi nàng cũng là thương nhân đương nhiên trục lợi cái gọi là tự nguyện kính dân đương nhiên không phải xuất phát từ đáy lòng chỉ là hiện tại tình thế bức bách nàng giống như một đứa trẻ mới sinh dấu một khoản tiền cách xù đi bên cạnh người lớn không thể không tự vệ mà thôi trở về lều của mình tiểu điệp mắt đỏ chót núp ở góc tường gào khóc. Nàng sống cùng thương tâm từ từ nhỏ tới lớn, Bạch Vũ phi tượng làm cho nàng kinh hãi, đến bây giờ mới bộc phát ra. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn quan tâm đến bể cá mini có thể tham quan gian hàng Shopee của mình nhé.